Hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Thao Vlog. Và ngày hôm nay thì Thủ Nhân Thao đến vào trong Đồng Tháp nhỉ? Đồng Tháp để gặp Thiệu Nhất Nguyên. Đấy, giới thiệu mọi người thì mọi người cũng biết đây là Thiệu Nhất Nguyên, một kênh YouTube rất là nổi tiếng, 2,2 triệu lượt khán giả theo dõi. Bên cạnh Thiệu Nhất Nguyên là bạn gái ạ. Đây mọi người ạ, camera quay sát là bạn gái cho mọi người biết kìa. Đây là bạn gái của Thiệu Nhất Nguyên sinh năm 2003. Đấy, thì hôm nay mình từ Hà Nội đi vào trong đây 2.200 cây số để vào đây để gặp Thiệu Nhất Nguyên, bởi vì giữa mình và Thiệu Nhất Nguyên thì quen nhau lâu năm rồi, một thời gian lâu rồi, nhưng mà nhân duyên thì hôm nay mình có thể vào thăm Thiệu Nhất Nguyên được, bởi vì là anh em cũng hay trò chuyện, cảm thấy hợp nhau. Đấy mọi người ạ, cuộc sống của Thiệu Nhất Nguyên thì mình thấy rất là tân rã, rất là dễ gần, chứ không phải là một kênh YouTube một YouTuber nổi tiếng mà có thể cao sang không phải vậy, rất là dễ gần luôn ạ. Đây mà chỗ này là nhà cô ạ, nhà bác à, quên mất thì những người còn chưa chào khán giả kìa. Đó, đây là nhà bác của Thiệu Nhất Nguyên, là nuôi ếch à em? Dạ, nuôi ếch. Nhà bác Thiệu Nhất Nguyên nuôi rất nhiều ếch. Đấy. Ngày mai thì mình với Thiệu Nhất Nguyên có thể là đi tham quan một số nơi ở gần đây. Đây nào gần nhỉ em nhỉ? Nhưng ở đây thì còn địa danh nào em nhỉ? Ở đây thì chỉ có đi một cái chùa lớn là một khu di tích. Thì lúc ngày hôm nay thì bọn tôi vào đây thì chỉ là như này, rất đơn giản nhưng mà cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì là bạn gái Thiệu Nhất Nguyên cũng bỏ ra một ngày để mà làm bánh giúp chúng tôi ăn, cảm thấy rất an lạc ạ. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ đi qua quay một số địa danh nổi tiếng ở đây, như là chùa hoặc là cái ở đây có gọi là biển Tây sông nước đúng không? Dạ. Có được đi sông nước không em? Có. Thôi rồi, ok, ngày mai bọn tôi đi thông nước và cho mọi người xem thông nước ở miền Tây được làm sao nhá. Ba anh em chúng tôi đến chùa Hưng Thiện. Chùa Hưng Thiện, chúng tôi tham quan chùa phong cảnh ở đây, thì các sư ở đây tu rất là nghiêm và rất là tinh thần. Ở đây là Tuấn, Hưng Yên. Đây sẵn cả giới thiệu mọi người biết rồi, Thiệu Nhất Nguyên ở gì, Đồng Tháp ạ? Cao Lãnh Tháp. Ngày hôm nay chúng tôi vào trong này, Nguyên đã đi chùa bên này đã được không biết chùa bên kia, là một chùa rất to và cảm thấy tu tập rất là an lạc. Có thể là thời gian gần đây mọi người thấy Nguyên rất là lạ đúng không ạ, đăng Facebook cũng là A Di Đà Phật, YouTube cũng là A Di Đà Phật, nhưng thật ra thì lúc này Nguyên đang tĩnh tâm lại, bởi vì theo như Nguyên tiết lộ thì là từ Nguyên đang đi bộ đội đúng không? Em đi bộ đội bao nhiêu năm? Dạ, 2 năm. 2 năm ạ. Chính xác thời gian nào em đi bộ đội? Dạ, qua Tết. Thế là đi bộ đội rồi đấy. Nguyên sắp sửa là muốn đi bộ đội, bởi vì Nguyên muốn nói rằng là Nguyên hiện tại bây giờ cũng là người học Phật, cho nên là Nguyên muốn vào đáp gọi là công đất nước đúng không? Vào đáp đất nước thì Nguyên muốn, đây là gia đình Nguyên đã tự xung phong đăng ký cho Nguyên đi bộ đội, chứ không phải là chính quyền gọi là cái phất đi bộ đội của Nguyên, không phải là chính quyền tự tìm đến, mà đây là Nguyên và tự nguyện ai của Nguyên đấy, tự đến đăng ký để xin cho Nguyên đi bộ đội để báo cái ân đất nước. Cho nên là cái điều mà Nguyên muốn nói với tất cả các bạn trẻ rằng Nguyên muốn nói với các bạn trẻ cái gì nói về bộ đội đấy, về bộ đội mình nghĩ gì nói đó. Em thì nghĩ là mình nên báo đáp cho đất nước, đừng hỏi tổ quốc là đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi là ta đã làm gì cho tổ quốc. Nhưng thời gian gần đây thì anh thấy rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các fan của em có thắc mắc là tại sao em không làm chủ đề như ngày trước nữa. Thì với những cái thắc mắc như này thì em có thể là những các bạn trẻ như nào? Không giải thích đúng không? Xin các bạn đừng tò mò thắc mắc rằng dạo này Nguyên thay đổi như vậy hay là dính như là con cơm ạ, mì ăn cơm. Dạ được. Con Hà Nội ạ. Này, và đây và chúng tôi đang ăn cơm. Cơm chùa. Đây này các món chay. Mua ít ăn dùng đâu hết. Món chay ăn rất là ăn nạc. Đây món chay. Nhìn rất là đơn giản như này thôi ạ. Ai đi là Phật. Đây món chay rất đơn giản này thôi. Thì em uống rất không được. Rất nhiều ở đây, rất nhiều các vị sư rất là an lạc. Mời mọi người ăn cơm chay ha.
Mời một món cơm chay ha. Ăn bằng muỗng gắp bằng đũa. Em ăn muỗng gắp bằng đũa. Nguyên này cơm chay ngon không em? Em ăn cơm chay ngon không? Chúng tôi đang ở trong ngôi chùa Hưng Thiền. Hưng Thiền Đồng Tháp. Ở đây thì lối ngôi chùa sang đường bên kia bằng một chiếc cầu. À, chiếc cầu. Đấy. Hai cổng chùa gần nhau nhưng mà lại một. À. Cửa hàng đồ Phật giáo, quần áo thì ngay cạnh chùa. À, ngay cạnh chùa. Ở đây trong ngôi chùa đây ạ. Đây trong ngôi chùa. Chùa rất là cao, đẹp. Đây. Đây. Quảng Nguyên ơi, sao tự dưng em lại thích đi chùa? Dạ. Sao tự dưng em lại thích đi chùa? Em thấy vô chùa có một cái năng lượng làm cho tâm của mình an lạc. À. Nó thanh tịnh. À. Nhưng mà tiền không mua được cái đó. Tất nhiên tiền không thể nào mua được. Tiền là mình không mua được cái tâm thanh tịnh và an lạc. À. Ờ, đây là hình cảnh ngôi chùa, bên trong ngôi chùa. Chùa Tân An là đây ô tô của khách, của khách. Đây là tháp. Đó. Tháp. Là gì đẹp Phật. Ủa Nguyên hay em hay đến ngôi chùa này không em? Em đến lần này hình như là hơn 3 lần. Chùa này cách nhà em bao nhiêu cây em nhỉ? Em đó khoảng tầm hơn 5 cây. 5 cây, cái địa chỉ ngôi chùa này như nào em nhỉ? À, xã Bình Hàng Trung. Chứ em không biết rõ địa chỉ là số mấy số mấy. Xã Bình Hàng Trung là ở Cao Lãnh, Đồng Tháp đúng không? Ừ, đó. À, nhầm, xã Mỹ Hội. Xã Mỹ Hội à? À, xã Mỹ Hội. Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bình Hàng Trung nằm dưới đó nữa. Đó. Đấy à, thiệu nhân viên rất hay đến ngôi chùa này và hôm nay Thiệu Nhân Viên đến đây cũng có gặp một của các bạn trẻ xin chụp ảnh rồi nha. Các bạn trẻ nào muốn gặp Thiệu Nhân Nguyên thì hãy đến ngôi chùa này thường xuyên ha. À, gì đó. Úi dồi, rất à, tiên à. Đang ở trạm xe buýt mà vẫn có ban nhận ra loại chụp ảnh. Em ơi. Em vào đi. Chụp ảnh đi, mai về bán đi, chụp luôn đi. Nhưng mà chụp ảnh với Nhân Nguyên về bỏ thuốc lá ha. Nghe từ bỏ nghe khổ lắm cơ. Không chụp ảnh kia, chụp ảnh cho người ta kia. Từng người vào một. Từng người vào đây anh chụp ảnh nhá. À, thanh niên này vừa hút thuốc lá. Anh gửi cho em mà. Nguyên đang khuyên cậu này bỏ thuốc lá. Cậu này đang cầm túi thuốc lá như Nguyên thì để khuyên. Em hứa trước mặt khán giả em có bỏ thuốc lá hay không nào. Đó, tốt. Đó, hy vọng rằng là Nguyên có thể khuyên cậu này bỏ thuốc lá. Thuốc lá không hề tốt cho sức khỏe. Rất mong các bạn trẻ đã bỏ dần đi ạ. Cảm ơn em nhá. Đây ở nhà Nguyễn Nhất Nguyên này có cây dừa. Biết nổi không? Ông này là người miền Bắc mà biết hái dừa quá siêu đẳng cấp. Gọi gì á? Ở đây có ông này quê Hưng Yên. À. Hái dừa rất là dễ. Dừa miền Tây. Đấy. Dừa miền Tây rất là to các bạn. Nhà Nguyên có để chiếc cầu thang, à nhầm, đây chiếc thang này à, không phải, nhầm. Mỗi một quả dừa này nó chừng khoảng 1 lít nước, rất là to, ở ngoài Bắc không có đâu. 1 lít nước?
Và giá hôm nay là chỉ có 7 ngàn. Ông này ông chém rõ. Nguyên, mỗi một trái dừa này bao nhiêu lít nước em? Dạ tầm 1 lít ạ. Ôi rồi, nghe. Chuẩn mà, chuẩn bài luôn. Con chào cô nha. Anh đang mắc đồ gì? Vâng, đây là cô của Nhất Nguyên. Đấy, nhà. Nhà Nhất Nguyên này có rất nhiều hàng dừa. Đúng chất, đậm chất miền Tây luôn. Đây, xem từ băm dừa này. À, chặt dừa à? Xem từ băm dừa này. Đây, băm dừa đi. Không, cô thôi cho, cô giặt cho. Cô bảo cô giặt cho. Ừ. À, người miền Bắc không biết chặt dừa à? Ơi em, chào em. Dạ. Ủa mình nhưng mà đến giờ này rồi cầm cơm có phải cầm cơm không? Bây giờ. Ừ, làm cơm đi. Một đêm lúc không cầm. Quý mặn, quý mang cà ca ra đây. Ôi trời ơi. Dừa non đó. Phọt đầy nước ở mặt rồi. Trời ơi, mọi người nhìn nước này. Nhiều nước quá. Nó ghê luôn này. Một lít nước. Nhiều nước luôn. Đậm chất dừa miền Tây luôn. 2/3 cái ca này. Ăn người dọc không đi. Nước dừa ngon không em ơi? À, nước dừa em mới bắt được dịch trên cây xuống thì rất là ngon em. Dừa miền Tây chắc chắn là phải ngon hơn rồi. Nguyên. Nước dừa này ngọt, mình vừa uống thì ngọt, rất ngọt. Dừa đậm chất miền Tây luôn. Quay rồi mà. Đây, cây dừa rất sai trái. Trong gần thì các bạn xem dừa nhá. Đây dừa lửa. Ai gọi dừa lửa? Nó đỏ là dừa lửa. Dừa rất sai.